Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe máy Hòa Bình Minh. Và mình là Ngô Quang. Mình là Thảo Nhi. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả các bạn tới với buổi báo giá xe đầu tháng 1 năm 2022 tại cửa hàng xe máy Hòa Bình Minh. Và ngày hôm nay thì đồng hành với mình là Hot Girl nha mọi người. Chúng ta sẽ báo giá tất cả các xe đang có mặt tại Hòa Bình Minh. Bây giờ thì xin mời các bạn theo cho mình nhé. Rồi, chiếc xe đầu tiên mà Quang với Nhi muốn báo giá cho mọi người đó là chiếc xe Honda Aplus. Thì đây là một trong những chiếc xe phải nói là bán rất là chạy của Hòa Bình Minh cũng như là của Honda. Vậy thì giá xe trong dịp đầu năm mới này tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với phiên bản giới hạn 150 thì dao động là từ 55 triệu cho tới 56 triệu nha mọi người. Rồi, vậy thì như tất cả các bạn có thể nhìn thấy là đối với xe này thì chúng ta có phiên bản 125 và 150. Vậy thì không biết là nếu như là Nhi thì Nhi thích dòng 125 hay là 150? Đối với Nhi là chị em phụ nữ thì Nhi thích 125. Tại vì phân khối nó cũng không có lớn mà chạy thì nó cũng nhẹ nhàng. Rồi, vậy thì như các bạn đã thấy là Nhi thích 125. Vậy thì giá xe 125 tại thành phố Biên Hòa cũng đang có giá rất là rẻ đó nha mọi người. Chỉ có 41 triệu 500 ngàn đồng cho phiên bản tiêu chuẩn thôi. Và mình xin nhắc lại là đang có chương trình đó là Tài Lộc Tới Phơi Phới Tết Honda. Thì với chương trình này các bạn sẽ mua xe và chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng. Và nếu như là chúng ta không may mắn trúng thưởng thì chúng ta sẽ được giảm giá 1 triệu đồng. Mình xin nhắc lại 1 triệu đồng cho chiếc xe Honda Aplus này nhá. Và màu mới thì Hòa Bình đang có rất là nhiều đúng không Nhi? Rồi, bây giờ thì Nhi muốn báo giá xe nào nữa nào? Mọi người hãy theo chân Nhi, Nhi sẽ dẫn mọi người đến một chiếc xe hoàn toàn mới dành cho chị em phụ nữ. Chiếc xe thật là hot của năm 2022. Đó là chiếc SH150 2022. Đây là phiên bản hoàn toàn mới của năm 2022 vừa mới ra mắt. Thì hiện tại đây là một màu rất là hot, màu rất là trend của năm 2022, đó là màu xám xi măng. Thì giá dao động của nó sẽ là 63 đến 73 triệu. Giá như vừa báo là giá chưa giá ở thành phố Biên Hòa nha mọi người. Rồi, và với chiếc xe này thì như mình đã nói, đây là một màu cực kỳ trend và cực kỳ hot. Và mình xin nhắc lại là chỉ có Hòa Bình Minh mới có nhiều màu xe để cho mọi người lựa chọn thôi nha. Bởi vì một tháng tụi mình bán tới 2.000 chiếc xe. Mọi người thấy cái mức độ tiêu thụ xe của mình rất là ghê nha. Rồi, chắc là tiếp theo mình sẽ tới dòng xe Vision. Ở đây tại đây thì cũng có bán các dòng xe như là Honda Vision. Thì giá xe Honda Vision thì chúng mình sẽ có cũng 4 phiên bản đó mọi người. Và giá xe cũng đang dao động đó là từ 31 triệu 700 cho tới 38 triệu. Thì như các bạn đã biết thì với phiên bản này chị em phụ nữ ngồi lên, Nhi ngồi đi, chị em phụ nữ ngồi lên thì chúng ta sẽ vừa nhỏ gọn này, vừa có rất nhiều tiện ích để cho mọi người. Và mình xin nhắc lại tại thành phố Biên Hòa thì đang có chương trình khuyến mãi cho mọi người luôn. Tất cả các bạn nếu như mua xe chúng ta hãy cứ liên hệ lên trang fanpage của xe máy Hòa Bình Minh. Tụi mình sẽ giảm cho mọi người từ 3 cho đến 500 ngàn đồng nếu như các bạn mua xe online nha. Rồi, mẫu xe tiếp theo mà Quang với Nhi muốn báo giá cho mọi người đó là chiếc xe CBR 150R của Honda Việt Nam. Thì đây là một trong những mẫu xe mà thuộc về phân khúc mô tô nha mọi người. Đó, chúng ta sở hữu thì với giá xe là bao nhiêu Nhi nhỉ? Giá xe sẽ dao động từ 68 đến 78 triệu. Thì đây cũng là một cái mức giá mọi người thấy khá là rẻ rồi nha. Nếu như so với cái dịp mà đầu năm khi mà bắt đầu chiếc xe này ra thì có giá là khoảng 90 triệu cho phiên bản nhập. Thì bây giờ chỉ còn có 68 cho tới 78 triệu đồng tại thành phố Biên Hòa thôi. Thì mình thấy nếu như các bạn nào muốn mua xe để đi phượt thì CBR cũng là một trong những mẫu xe mà các bạn nên cân nhắc nha. Mình nói lại nên cân nhắc. Còn nếu như các bạn không thích mẫu Sport 3 như này, chúng ta có thể qua CBR với phiên bản là cà phê. Đó, thì CBR này thì cũng chỉ dao động đó là từ 92 cho tới khoảng 110 triệu tùy từ phiên bản. Bởi vì tại sao mắc? Nó sẽ là 300 nha mọi người, CB 300. Đó, cho nên giá sẽ cao hơn, chỉ khoảng hơn 100 triệu một chút xíu. Chúng ta sẽ sở hữu một chiếc xe như thế này. Và mình xin nhắc lại là đối với các xe mô tô thì tại Hòa Bình Minh sẽ có rất nhiều chương trình hỗ trợ cho mọi người về chiếc xe mô tô. Rồi, chắc là tiếp tục thì mình sẽ tới với mẫu xe Honda Winner X. Và một trong những mẫu xe mà Honda vừa cho ra mắt vào tháng 12 này. Đây, các bạn có thể thấy thì mẫu xe Honda Winner X, đây là mẫu cũ nha mọi người. Thì với mẫu cũ như thế này và ngày hôm nay thì vẫn có chương trình giảm giá 5 triệu đồng cho mọi người. Tuy nhiên thì mình sợ là sau khi cái clip này lên thì chắc là chương trình đã không còn. Giá xe thì cũng chỉ dao động là có 36 cho tới khoảng 40 triệu với giá xe Honda Winner X phiên bản mẫu cũ nha. Còn với phiên bản mẫu mới thì sẽ là từ 50 cho tới 51 triệu đồng. Đó, mọi người nào muốn mua xe, muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy cứ liên hệ với Nhi xinh đẹp hoặc là Quang Mô Tô. Đó, lên đây mình với Nhi sẽ luôn luôn tiếp mọi người 24/24. Đó, một chút xíu nữa mình sẽ để số điện thoại của Nhi lại cho mọi người có thể add số, mọi người cứ hỏi Nhi nha. Đó. Rồi, và mẫu xe tiếp theo thì Quang và Nhi muốn giới thiệu mọi người đó là chiếc xe SH150. Thì với phiên bản 150 này thì Honda cũng đã cho ra mắt đó là màu đen mờ và màu xám xi măng nha mọi người. Vậy thì giá xe thì như thế nào Nhi nhỉ? Giá xe của cái dòng xe NH này sẽ dao động từ 84 đến 119 triệu, thì sẽ dao động từ phân khúc 125 đến 150 phân khối. Rồi, như các bạn đã nghe thấy thì chúng ta sẽ có lựa chọn là 125 hay là 150. Đó là tùy theo cái nhu cầu và cái khả năng của các bạn nha. Thì theo mình thì 125 và 150 thì cũng không khác biệt nhau về vẻ bên ngoài, chỉ khác nhau chút xíu về động cơ thôi nha mọi người. Đó, và nếu như chúng ta yêu quý Hòa Bình Minh thì chúng ta hãy cứ tới với Hòa Bình Minh tại tất cả các tỉnh thành. Mình xin nhắc lại là tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Ninh Thuận và Củ Chi. Đó là những nơi mà tụi mình có mặt, có cửa hàng. Rồi bây giờ thì chắc xin mời các bạn tới với khu vực trưng bày xe gắn đồ kiểu của Hòa Bình Minh để chúng ta xem là những món đồ kiểu sẽ như thế nào. Thì Quang và Nhi cũng đang có mặt tại khu vực lầu 2. Đây là một khu vực khách để xe lại cũng như là khu vực đắp xe mới. Như mọi người có thể thấy thì chúng ta sẽ khi mua xe xong thì chúng ta có thể lắp những cái bộ phụ kiện như thế này, carbon này, inox này, tùy mọi người nha. Vậy thì cái giá không biết là nếu mà chúng ta mua vào ráp thì bao nhiêu Nhi nhỉ? Nếu mà chúng ta chọn nguyên bộ option này thì giá dao động sẽ từ khoảng từ 2 triệu đến 2,3 triệu. Nhưng mà cái này là sẽ không ép buộc nha mọi người. Mọi người muốn gắn phụ kiện nào thì tính tiền phụ kiện đó. Đó, mình sẽ đi một vòng. Mọi người thấy là SH nữ thì cũng được gắn mặt nạ Ý này. Rồi Vision, mặt nạ cá mập. Rồi SH lớn cũng gắn mặt nạ mới. Đó, và ngoài ra thì mình cũng muốn giới thiệu sơ sơ qua một chút xíu về những cái màu mới của Honda Aplus cho mọi người luôn. Đó, mọi người có thể thấy là màu xám xi măng, một trong những màu mà tất cả mọi người đang gọi là truy lùng để tìm chiếc xe này, nhưng mà hầu như là không có hết nào có. Chỉ có Hòa Bình Minh là có nhiều xe cho mọi người lựa chọn thôi nha. Nhắc lại một lần nữa. Đó. Vâng, như vậy là từ sáng giờ thì các bạn đã cùng với Quang và Nhi chúng ta đã biết giá xe cận Tết này như thế nào tại hệ thống Hòa Bình Minh. Thì nếu như các bạn mua xe thì như mình đã nói, hãy gọi tới số hotline là 1800 1257. Rồi, và ngoài ra thì xin cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng hệ thống xe máy Hòa Bình Minh. Vâng, như vậy là từ sáng giờ thì các bạn đã cùng với Quang và Nhi chúng ta biết được giá xe cận Tết tại Hòa Bình Minh như thế nào. Vậy thì các bạn hãy nhanh chân lên tới với Hòa Bình Minh để mua xe nhé. Và xin cảm ơn mọi người trong năm qua đã luôn đồng hành cùng với hệ thống Hòa Bình Minh. Thay mặt cho xe máy Hòa Bình Minh, xin kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.